tính tới hôm nay là Du đã hết sữa rồi. Mà mưa vậy sao em đi mua được? Anh đem tới cho em trước rồi anh tính sau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Hai bạn giới thiệu về mình đi. Mời bạn nam. Mình tên Nguyễn, sinh năm 1986. Hiện giờ mình đang công việc kinh doanh. Dạ, em là Thủy Trúc, em sinh năm 90. Hiện tại em cũng kinh doanh và đang tụi em thì ở Sài Gòn. Cơ duyên nào hai bạn quen với nhau? Hồi xưa là nhà em có bán một cái quán ăn thì anh là khách quen. Em tới quán ăn rồi xong rồi cái thấy anh Du lại hay chơi, xong rồi cái mình thấy con nít mình thích, ảnh chạy nhảy xong cái va vào mình té. Ai chạy nhảy? Con em lúc đó mới có 2 tuổi thôi. Là bé tên là Khánh Du, là dạ. Con của em. Dạ đúng rồi. Rồi em kể tiếp đi. Xong rồi thấy nó dễ thương quá. Rồi xong rồi nhìn lên là đây là mẹ của bé. Không biết như thế nào á, mình thương con nít. Con nó dễ thương quá mà mẹ cứ lúc nào cũng khó chịu, khó khăn như vậy đó. Cái đó mặt em lúc nào cũng hầm hết trơn. Trời đất ơi, bắt quá kỳ cục vậy. Không cho khách nhìn luôn. Rồi em có ấn tượng gì với cái ông khách này không? Dạ thì cứ vô thì ăn cơm xong mà cứ nhìn con mình miết rồi không biết có ý định bắt cóc hay gì không, cứ ngồi cứ nhìn cười cười xong rồi cứ lâu lâu cái mang một ít quà đồ này kia tới cho thằng nhỏ. Thì lúc đó thì em đã đổ vỡ rồi. Nên là em không có muốn ai để ý nhìn đụng chạm tới mẹ con em hết á. À là lúc đó là em đã chia tay với người trước rồi. Dạ đúng rồi. Là mình đang ở với con mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con em có thích bạn này không? Dạ không chị. Ảnh thích thôi chứ con em không thích ảnh. Thấy là sợ quá khóc liền luôn. Lúc nào cũng khóc hết hả? Lúc nào cũng khóc. Coi như là con thì nhìn anh thì khóc mà mẹ nhìn cũng không ưa luôn. Dạ, sao anh rồi. Cứ tới hoài vậy? Thử. Như chưa ý đồ. Rồi làm sao em chinh phục được đứa nhỏ? Bao nhiêu lâu em chinh phục được đứa nhỏ? Một năm. Cứ hỏi mẹ là nó thích cái gì, đồ chơi của nó là cái gì, cái mới từ từ mới tiếp cận. Thích đồ chơi lắm nhưng mà không dám cầm khi mà đồ chơi để trên bàn á, nhưng mà nhìn mình trước. Mình quay lưng đi rồi mới dám sờ cái đồ chơi đó. Như là đi luôn hả chị? Cứ như vậy hoài. Đi rồi nó mới đụng tới. Cái bữa đó ảnh kiếm đâu ra cái con mèo mắc. Thằng nhỏ thích con mèo quá đi. Cái từ từ nó hết khóc, lại nó cầm mèo. Rồi chiêu đó thành công không? Dạ thành công, tháng thành công chị. Là cứ cầm con mèo ra đi vô một tháng trời. Dạ. Cứ như mỗi ngày tới đây mắc nhỏ ra chơi chút xíu đem con mèo về. Dạ đúng rồi. Quắc đó không cầm mèo quắc này. Còn mai lại mèo quắc nữa chơi xíu về. Nó có một cái giống như là một cái cơ duyên á. Mình nhìn là mình thích liền từ lần đầu tiên. Thích nhỏ liền, thích thằng nhỏ liền. Dạ, nhỏ chứ không để ý mẹ đâu chị. Rồi bao lâu mới thích mẹ? Cũng chừng một năm. Một năm luôn hả? Rất là khó chịu, khó gần. Nên mình cũng nói qua loa, xã giao một hai câu chuyện thôi. Mục đích chỉ để tiếp cận nhỏ thôi. Bạn này thú lạ quá ha. Kỳ vậy chứ vậy? Thôi em hiểu luôn á. Nhưng mà em biết, lúc đó em biết hoàn cảnh của cô chủ không? Vài lần mới nghe nhân viên lắm là... chị hỏi nhân viên á, thời gian đầu á rủ em đi chơi hay đi đâu gì em đâu bao giờ đi, tại vì rủ là phải có em thì thằng nhỏ mới đi được. Chứ không phải rủ em, rủ nhỏ. Trời đất ơi. Lúc đó là em đang trong cái quá trình làm giấy tờ để ly hôn á, nên là em không có mở lòng, em không có đi. Còn nếu như mà có một vài lần đi thì em đi một đám chắc phải 10 người. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới là chính thức là hẹn hò với nhau? Khoảng hơn một năm, lúc đó là em đã hoàn thành xong hết những cái thủ tục cần thiết rồi. Thì ảnh có rủ em đi Cần Giờ chơi. Hai đứa đi chơi thì ảnh mới tỏ tình. Tỏ tình sao em? Tỏ tình cũng liên quan với Du luôn á chị, không có liên quan tới em luôn á. Anh nói là cũng khá lâu rồi. Bây giờ mình từ quen biết thơ, rồi bây giờ là cho anh xin phép được yêu em đi. Một phần thương con nhiều hơn thương mẹ đó. Em tỏ tình với người ta em nói vậy đó. Lúc đó em nghe thì em cũng vui, tại vì em muốn một người thương con em nhiều. Lúc đó anh nói với em là bây giờ em quen với anh cũng được hay là em muốn quen với ai cũng được, nhưng em phải luôn nhớ là Khánh Du là cái điều quan trọng nhất của em. Câu đó làm cho em cảm động. Em nói đây là một người đàn ông thật sự rất là đặc biệt. Chính xác. Tường mới thấy lần đầu tiên. Chưa bao giờ em thấy luôn. Người ta thương mẹ rồi người ta mới thương con, mới tiếp cận với con. Còn đằng này là đi ngược con trước. Rồi có những cái kỷ niệm nào trong tình yêu của hai bạn nữa trong suốt thời gian đó đến nay? Thì đối với tình yêu của ai em không biết là họ đi chơi với nhau sẽ lãng mạn như thế nào. Nhưng mà em chỉ biết là người ta khi mà đi chơi thì người ta nhìn vô, người ta không biết đây là không phải là ba của bé. Nhưng hiện tại bây giờ là Khánh Du là thương em phải không? Dạ rất thương chị. Đeo dữ lắm phải không? Dạ. Ảnh thì thuộc dạng người là không có rượu chè,
không có đi chơi, không có xài smartphone luôn chị, không có Facebook luôn. Người đàn ông lạ hiếm đứa trời. Cổ điển, cổ điển. Sáng anh ngủ dậy là ảnh em ngủ nướng, kêu con dậy, hai cha con chở nhau đi học rồi ảnh đi làm. Chiều thì rước hai vợ chồng rước con về, xong rồi ảnh tắm cho con, ảnh cho con, ảnh nấu cơm, ảnh cho con ăn, xong rồi ảnh lau nhà cho con học rồi rước con ngủ. Nói chung là em tàn hình đó chị. Chia tay 3 lần chị. Tại sao? Tại em. Thứ nhất là em không tin ảnh. Em sợ là ảnh cứ qua tới lui nhiều như vậy thì con em mới thương ảnh. Xong rồi nhỡ như em với ảnh không có thành nữa, con em lại phải một lần nữa, lại phải quên đi một người nữa, thì em không có muốn vậy, em chia tay. Lần thứ hai thì em thấy ảnh, cái người đàn ông này sao tốt quá. Tốt quá thôi chia tay. Trời đất ơi. Gặp thấy thêm bà tao. Nói chung là một người dễ dặn. Không, phụ nữ mà không làm đổ vỡ họ dễ dặn tâm lý lắm. Thì ảnh xứng đáng có một cái người vợ tốt hơn. Nói chung là sẽ không có, chưa gì đã phải gánh một lần hai mẹ con như vậy. Thì em cũng chia tay tiếp. Lúc em ở với ba mẹ em thì con em nó do em nuôi thì anh cũng hỗ trợ nhiều. Thì cái bữa đó mưa gió bão bụng rất là đang chia tay, bấm chuông cái em nhìn ra em thấy anh tới mà bị tai nạn á chị, bị gãy tay luôn. Anh nhờ cái người bạn chở tới ôm hùng sữa với lại tiền học của Khánh Du mà máu me be bét chả. Anh nói là tại vì anh tính tới hôm nay là Du đã hết sữa rồi mà mưa vậy sao em đi mua được. Anh đem tới cho em trước rồi anh tính sau. Thì em thấy vậy em thấy thương quá. Quay lại. Mỗi lần như vậy á, mỗi lần mà bạn gái của mình chia tay mình mà lý do nó rất là kỳ cục, nó không có, thì cái cảm xúc trong người em cảm thấy như thế nào? Em thấy buồn lắm, thấy tuyệt vọng nữa, tại vì mình cũng là hết mình hết lòng như vậy mà nó tóm là mình tôn trọng thì chút á nên cũng không có tới. Tại sao như vậy, không có hỏi lý do, mình đàn ông mà mình không hỏi lý do, không nói nhiều nên mình chấp nhận thôi. Và âm thầm mà theo dõi từ phía xa. Mai Tường rất là thắc mắc là Tường muốn biết là giữa em với lại là Khánh Du đó, hiện tại bây giờ là cái mối quan hệ như thế nào, có cái kỷ niệm nào đặc biệt nhất giữa em với Khánh Du? Cái kỷ niệm là một cái ngày đó là em đang đứng rửa chén, Khánh Du đang coi xin cô bé bút chì, cái chạy lại kêu mình là bye ba, là mở giùm con cái kênh khác hay là dặn cái đồ chơi em không nhớ rõ, em xin lỗi nha. Nhưng mà em chỉ nhớ rất rõ là bye bye thôi. Em mới ngạc nhiên. Xong rồi cái nhìn xuống rồi em cầm hai cái tay của con mình, em nói con kêu lại coi. Bye bye. Mà cuối cùng đó là em có xúi không? Em có dạy con không? Không chị. 3 năm là chú hết. Nhưng mà cái lúc đầu mà Du kêu em vậy em rất là vui. Từ lúc đó cho tới bây giờ luôn là ba, kêu ba luôn. Suốt là em nghĩ là cái đó là cái tình thương thật sự của con dành cho mình. Hai bạn có cái kế hoạch gì kết hôn hay là có kế hoạch gì trong tương lai với nhau chưa? Hai đứa em thì đã sống chung với nhau là về dọn về ở một nhà là được hơn một năm rồi. Tụi em có làm một cái clip Elopement Wedding đó, có nghĩa là đám cưới chỉ có hai người thôi. Có nghĩa là không có muốn đình rang gì hết. Với lại một phần là người lớn cũng đã qua nói chuyện với nhau rồi. Chắc đám cưới là giống như là một cái bữa để ra mắt bạn bè, người thân gì đó, chắc khoảng tháng 8. Tháng 8 năm nay? Dạ, tháng 8 năm nay. Ngày hôm nay có thấy là có Khánh Du ở đây, rồi có cô ở đây nữa. Thôi sẵn có cô ở đây thì con được hỏi cô một câu nhé. Con biết là khi mà thấy câu chuyện của anh Nguyễn đối xử tốt với lại Khánh Du như vậy, với Trúc như vậy, thì không biết là cái cảm xúc của cô như thế nào? Tôi thì cũng khó cái vấn đề mà Trúc tìm thêm một người nữa. Dạ. Nhưng mà thấy Nguyễn thương con Trúc quá, cho nên cũng dò xét. Rồi thấy cháu nó cũng mến Nguyễn. Thành ra nghĩ là tìm cho một người cha thì rất là khó. Cho nên quyết định là tìm một người cha xứng đáng cho cháu của mình. Dạ. Cho nên gia đình tôi cũng chấp nhận mà để cho hai đứa nó tới nhau. Mẹ chỉ mong vậy thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Quen với nhau lâu rồi, cũng sống với nhau một nhà chung một năm rồi, thì không biết là hai bạn đã hiểu hết những cái khuyết điểm, những cái tật xấu của nhau chưa? Ảnh cái tật xấu của ảnh á chị là hù dữ lắm chị. Hả? Hù em á. Hù. Dạ, thí dụ như là em mà muốn, từ lúc quen ảnh là em không có đi xe luôn. Ảnh chở đi đâu là ảnh chở hết.
Thí dụ như em muốn đi, cái em nói là anh ơi để em đi, cái anh nói để anh chở em đi, lỡ như em đang đi mà có cái con chó gì nó chạy qua em thắng gấp lại là em cũng té. Mà thí dụ như ai quẹt em là em cũng té, mà té thôi không sao. Bắt đầu anh vẽ ra chị, té thôi mà cỡ nào người ta xỉn hay người ta sai gì ta đánh em, là lúc đó em sẽ chảy máu mũi. Sao nó gì vậy? Em sẽ phim vậy. Thù mà. Như kịch bản luôn vậy. Dạ dạ dạ, em sẽ thế này thế kia xong anh chở em đi tiêu cho nó lẹ. Đó, nói chung là cái gì của em anh cũng hùi hết. Anh có muốn đổi nghề làm biên kịch phim không? anh tưởng tượng siêu phàm vậy. Tại vì thấy nhiều cảnh rồi đó Duy Tường. Xong rồi cái mình cứ đúc kết lại. Trời mà ảnh làm mặt ảnh mệt mỏi gì. Mặt ảnh hoành tráng lắm chị. Em lúc kia em cũng mở một cái quán trà sữa. Là không bao giờ em ở một mình nha. Không được, bây giờ tao cướp nhiều lắm, anh phải ở đây với em. Nhớ nó vô nhà nó đâu còn hỏi em cái gì đâu, còn hỏi em có tiền gì đâu. Giờ nó nhào vô cái là đâm em một cái liền. Xong rồi nó lấy được gì nó lấy. Đó, không được đâu, để có gì nó đâm anh trước. Kịch tính hơn nữa mà chứ mình chọn đúng kịch tính luôn đó chị. Giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì? Thôi đừng đổi gì hết. Anh có muốn sao? Muốn vợ mình thay đổi điều gì không? Chút thì là một phụ nữ, nói chung là nữ công gia chánh, mà điều mà ít khi làm thôi. Em cũng không muốn Chút thay đổi gì hết. Hai đứa em chỉ muốn hai đứa cứ như vậy thôi. Nếu là một người phụ nữ thì Tường thấy là em rất là may mắn khi mà tìm được một người đàn ông như thế này. Tại vì thường tìm một cái người đàn ông mà yêu thương mình thật lòng, chăm sóc lo cho mình là đã quý hiếm, giống như bây giờ muốn tuyệt chủng là thật sự. Mà em còn tìm được một người đàn ông mà còn yêu thương lo lắng cho con mình nữa, thì thật sự đó rất là quý. Thì mình cố gắng mình nắm giữ cái tình yêu của mình. Đối với Hoàng Nguyễn thì bây giờ mình tìm được gặp nhau trong cái cuộc sống này, đó là một cái điều rất là may mắn, rất là hạnh phúc. Thì chị thường luôn mong rằng là hai bạn cứ như bây giờ, đúng là hai bạn quá yêu nhau, hai bạn thấy không cái gì cần phải thay đổi hết. Chúc em sẽ giữ mãi được cái tình yêu này. Chúc hai bạn. Đối với cái chuyện mà là bạn đối xử tốt với người phụ nữ, con của người phụ nữ đó, mà bạn còn lúc nào cũng lặng lẽ mà không bao giờ có một cái lời nặng lời nào hết, thì Bảo nghĩ rằng là bạn là một cái hình mẫu mà bản thân Bảo đây và tất cả những ai mà đang xem chương trình tuyệt này đều rồi. Phải học hỏi bạn. Tuyệt chủng rồi. Yeah. Chỉ có một người này thôi á. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Em có muốn quà muốn tặng cho. Ok có rồi. Có em. Có một cái sở thích là ví với lại giỏ sách. Anh chỉ muốn lúc nào cứ ví em cũ anh tặng cái mới. Ví em cũ anh tặng cái mới, trong ví có tiền luôn. Cảm ơn anh.